chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Ban biên tập chương trình thời sự đài phát thanh Long An kính chúc quý thính giả ngày chủ nhật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chương trình thời sự hôm nay chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016 của đài phát thanh Long An mở đầu là phần tin trong tỉnh gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Quyền Một Quá đạt chuẩn mức độ 3 phổ cập giáo dục tiểu học. Bên lức người dân đóng góp trên 3 tỷ đồng cho các công trình giao thông. Tiếp theo phần tin, Đức Hòa áp dụng cơ giới quá vào sản xuất đậu phộng, sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Vừa qua, đoàn kiểm tra công nhận quyền thị xã thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Long An năm 2016 do ông Nguyễn Thanh Bình, phó chánh quỹ Bộ Chỉ quy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An làm trưởng đoàn, đã có hai ngày làm việc tại quyền một quả, trong thời gian làm việc, đoàn đã đến kiểm tra hồ sơ 7 xã thuộc quyền một quá. Trong đó, dự kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế 3 xã là Bình Quà Đông, Bình Quà Trung và Bình Quà Tây. Kết quả điều tra thực tế cho thấy, trẻ 5 tuổi đến lớp hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tổng số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1, tổng số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, tổng số trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đều đạt 100%. Tổng số thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 cho đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 96,15%. Tổng số thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 cho đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc là giáo dục nghề nghiệp đạt tỷ lệ 92%. Đoàn kiểm tra công nhận huyện thị xã thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Long An. Tính đến, đến tháng 12 năm 2016, quyền một quá đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, số mù chữ mức độ 1 và có số lượng thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 21 có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Trên tổng số đối tượng trong độ tuổi từ 18 đến 21 là 666 trên 1.075, đạt tỷ lệ 62%. Từ đầu năm đến nay, chính quyền các cấp trong quyền Bến Lức đã tích cực vận động tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng và trách nhiệm của mình. Từ đó, tích cực tham gia đóng góp công sức tiền của để hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng đến đóng góp cho giao thông nông thôn. Người dân đã đóng góp trên 3 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động để thực hiện các công trình việc vận động nhân dân đóng góp cùng chung tay với chính quyền xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng giao thông nông thôn thời gian qua, được các địa phương trong quyện thực hiện linh hoạt bằng nhiều phương thức phù hợp. Một trong những hình thức vận động đóng góp được các địa phương triển khai thực hiện nhiều nhất đó là chia nhỏ theo khả năng của người dân. Không chỉ vận động người dân tại địa phương mà các ngành, các cấp, các cá nhân còn vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bên ngoài địa phương cùng đóng góp. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa mặt trận Tổ quốc với Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân quyền Thành Quá được thực hiện tốt, nhất là đối với công tác tổ chức tiếp xúc cử tri. Trong năm 2016, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tự quyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức gần 100 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước và sau các kỳ họp, với hơn 4.300 lượt cử tri tham dự trong đó có 4 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu quốc hội. Chất lượng tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng lên, cử tri đã đóng góp hơn 630 lượt ý kiến, kiến nghị những vấn đề mà cử tri quan tâm như việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, công tác quản lý chất lượng trực tự nông nghiệp, việc xây dựng kết cấu hạ tầng, việc thực hiện các chính sách, vấn đề về ô nhiễm môi trường, phòng chống tham nhũng, dân dân. Qua đó, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và ghi nhận những ý kiến của cử tri để phản ánh đến Quốc hội, Hội đồng Nhân dân giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Năm 2016, huyện Bên Lức đã xây mới và nâng cấp cải tạo được 97 phòng học, phòng chức năng và 35 công trình phụ trợ ở cả 3 cấp học. Đến nay, toàn quyện có 31 trên 53 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 8 trường mầm non, 14 trường tiểu học, và chính trường trung học cơ sở có được kết quả này là do công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quyền luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ quyền đến cơ sở thường xuyên theo dõi giám sát lộ trình xây dựng trường chuẩn của từng đơn vị từng trường gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới bên cạnh đó các trường học còn đẩy mạnh công tác xã hội quá nhằm quy động sự đóng góp của nhân dân các nhà hảo tâm doanh nghiệp trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch từng năm từng giai đoạn để xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia, ngoài việc hoàn thiện cơ sở vật chất, các trường học trên địa bàn quyện còn quan tâm chú trọng đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của quyện. Bảo hiểm xã hội Quyền Đức Quệ phối hợp với Quỹ ban Nhân dân xã Bình Thành tổ chức buổi tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2016 cho người dân trên địa bàn xã Bình Thành. Ông Nguyễn Tăng Gô, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quyền Đức Quệ đã trình bày đến người dân xã Bình Thành một số nội dung được sửa đổi bổ sung trong luật bảo hiểm y tế, giới thiệu những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình và học sinh sinh chiên trong đó tập trung vào các vấn đề như đối tượng tham gia, quyền lợi cơ bản khi tham gia bảo hiểm, mức hưởng mức đóng, phương thức hỗ trợ mức đóng, chân Tại buổi tuyên truyền, đại diện Bảo hiểm xã hội quyền cũng đã giải trình các ý kiến của người dân thắc mắc xung quanh đến việc thụ hưởng chế độ chính sách bảo hiểm y tế. Qua tuyên truyền luật bảo hiểm y tế nhằm giúp cho người dân trên địa bàn quyền Đức Quệ nói chung và người dân của xã Bình Thành nói riêng hiểu được quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị thính giả, Đức Hòa là địa phương có truyền thống lâu đời về trồng đậu phộng. Đây cũng là một trong những giống cây trồng chủ lực của quyền. Hiện nay, nông dân Đức Hòa đã mạnh dạng đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt nhằm cải thiện hiệu quả, nổi bật như thay đổi thói quen, chuyển đổi phương pháp, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Trong vài năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đức Hòa đã chủ động đổi mới phương pháp xuống giống đậu phộng, thay vì thuê nhân công thực hiện các công đoạn, nhiều nông hộ đã xuống giống đậu phộng bằng máy gieo hạt. Dù số diện tích thích ứng việc gieo hạt bằng máy chỉ hơn 10% so với tổng diện tích xuống giống đậu phộng trong toàn huyện, tuy nhiên, số hộ ứng dụng việc dùng máy gieo hạt đang tăng dần qua các năm. Theo thông tin từ trạm khuyến nông Quyện, hiện nay Đức Hòa có hai cơ sở dịch vụ gieo hạt bằng máy tại xã Đức Lập Hạ và xã Quà Khánh Nam. Hai cơ sở này hiện đang xuống chống đậu phộng tại các xã Quà Khánh Đông, Quà Khánh Nam, Mỹ Hành Nam, Mỹ Hành Bắc, Đức Lập Hạ và Đức Lập Thượng. Các máy gieo hạt được các cơ sở tự chế với giá tiền công xuống chống đậu phộng từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng một hecta. Ông Phạm Tấn Phát, chủ cơ sở gieo hạt đậu phộng Tấn Phát, xã Quà Khánh Nam cho biết, gia đình ông có 4 máy gieo đậu phộng 5 trong 1, Năm 2015, gia đình ông nhận xuống giống đậu phộng khoảng 70 ha cho nông dân các xã trên địa bàn quyền. Đây là năm thứ hai gia đình ông gieo đậu phộng bằng máy cho nông dân. Ông Phạm Tấn Phát, chủ cơ sở gieo hạt đậu phộng Tấn Phát, xã Quà Khánh Nam, quyền Đức Hòa phát biểu. Tôi thấy cái máy này là nó đạt năng sức lắm. Lúc này dân công nó kiếm khang hiếm quá. Mình thử ra con cái thì tôi mướn cái máy này nó lợi công cái chi phí công á là tính á là coi như là 8 triệu một mẫu còn cái này máy này á là nó chỉ đạt hai hai triệu rưỡi à hình tử ra con cái thì nông dân đây là bây giờ người ta cũng là ưng dụng cái máy này dữ lắm vụ đông xuân 2016 gia đình ông hứa văn nhanh ấp bình lợi xã quà khánh đông có 3.000 mét vuông đất trồng đậu phộng bằng máy gieo hạt đây không phải là vụ đầu tiên gia đình ông áp dụng việc gieo trồng bằng máy nên hiệu quả từ việc áp dụng cơ giới quá được ông nhận thấy rất rõ. Ông hứa gian nhanh, áp bình lợi xã Quà Khánh Đông, quyền Đức Hòa phát biểu. À, năm 2015 á, thì tôi sản xuất được mới có một cái máy thôi. tôi đã trẻ được chừng cỡ lối 70 mẫu. Còn năm nay với thời tiết mà muộn như vậy thì người ta đặt thì nhiều lắm. Nhưng đó những thời giấc bây giờ người ta đặt chắc cỡ lối 200 mẫu. Năm nay tôi sản xuất được bốn cái máy rồi. Quyền Đức Hòa thì chắc giờ người ta đặt được vài trăm mẫu rồi. À, trẻ vậy châu khuyến nông tỉnh thì chỉ có hai ba chục mẫu gì đó thôi nhưng mà đi tới đâu thì người ta sẽ trẻ tới đó thì năm nay nó cỡ 200 mẫu thì có thể là nó sẽ lên được hai 3 bốn mẫu không chừng cũng xuống chống đậu phộng đông xuân 2016 khá muộn do thời tiết bất lợi ông võ thành quang xã quà khánh đông có 1,2 hecta trồng đậu phộng, trong đó gia đình ông dùng 6.000 mét vuông đất xuống giống đậu phộng bằng phương pháp thủ công và 6.000 mét vuông đất xuống giống bằng máy gieo hạt. Năm nay bị ảnh hưởng của thời tiết nên đậu phộng giống khá khan hiếm, chất lượng không cao bằng những năm trước. Do đó, dù đậu phộng đông xuân này, gia đình ông Quang dành những hạt nhỏ để gieo trồng thủ công. Việc xuất giống bằng thủ công tốn số lượng nhân công khá cao. Để gieo trồng kịp thời, gia đình ông Quang phải thuê 17 nhân công thực hiện các công đoạn như giọng lỗ, bỏ hạt, tém máng, trang lắp hạt với số tiền công từ 180 đến 200 ngàn đồng một người một ngày ông Võ Thành Quang, xã Quà Khánh Đông, huyện Đức hòa phát biểu. Thì năm nay tôi chỉ máy, cái lý do nó có ba lý do để năm nay chỉ máy. Cái thứ nhất là năm nay máy hình như qua thời kỳ nghiên cứu của anh em là chế tạo máy thấy là nay tôi thấy máy đạt. Cái thứ hai là công lao động giờ mình cũng hiếm quá. Rồi hơn nữa là cái đầu giàu mà mình chỉ đậu cái công giờ nó một tam giờ tới 7-8 triệu cũng cao quá. Còn máy thì có 2 triệu rưỡi cái thứ ba là thí dụ như giờ mình chĩa tay nó quá chậm đi mà thời tiết giờ khí hậu nó biến đổi rồi bây giờ có khi nắng buổi mơ buổi chiều mưa còn không trẻ có khi buổi mơ thì làm có một chút đỉnh rồi buổi chiều mưa thì nó dướng ra lại là nó ướt đất mình 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 bỏ quang mình không có được mà để cực cho mình lắm thành ra giờ chĩa máy rất lẹ có thể thấy, việc ứng dụng các kỹ thuật mới đưa cơ giới hóa vào sản xuất cây trồng đã và đang góp phần tạo diện mẫu mới cho ngành nông nghiệp qua đó giúp người nông dân giảm sức lao động, giảm vốn đầu tư ban đầu, tạo hiệu quả canh tác, tăng thu nhập, thay đổi dần diện mạo nông thôn hôm nay. Tiếp theo là những thông tin trong nước và thế giới. Thưa quý vị, theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, ngành du lịch thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch đến với du khách nội địa và quốc tế. Để thúc đẩy ngành du lịch thành phố tăng trưởng ấn tượng cả về lượng và chất, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến đã đặt hàng các sở ngành nghiên cứu đề xuất hướng phát triển du lịch năm 2017 trong đó đồng chí Trần Vĩnh Tuyến gợi ý một số mô hình như là phát triển du lịch gắn với hoạt động thể dục thể thao, mở thêm liên quan nghệ thuật đường phố song song giữa liên quan lân sư rồng đã có, tổ chức liên quan ánh sáng nghệ thuật đường phố, nhân rộng các loại hình du lịch đường thủy, du lịch nghỉ dưỡng. Để mạnh phát triển du lịch phải gắn với sự phát triển của cộng đồng, hướng đến du lịch có trách nhiệm. Thực tế hiện nay, ngành du lịch của thành phố chưa khởi sắc vì thiếu các sản phẩm chuyên biệt đặc trưng. Các sở ngành phải cùng hợp sức phấn đấu thu hút du khách bằng nhiều cách. Ngoài những sản phẩm đã và đang triển khai, trong thời gian tới chúng ta nên có thêm những loại hình du lịch mới như gợi ý trên để thu hút du khách. Phấn đấu làm sao để từng loại hình du lịch của thành phố phải tạo được điểm nhấn ấn tượng để du khách nhớ mãi. Ngoài ra, cần nâng chất lượng dịch vụ xe buýt, phát sóng wifi trên xe buýt để hỗ trợ du khách lựa chọn phương tiện vận chuyển này. Chủ trương mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài vào để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả nào cụ thể. Mặc dù vậy, không ít các chuyên gia khẳng định hiện vẫn có rất nhiều nhà đầu tư ngoại muốn mua ngân hàng Việt Nam. Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam đã qua 5 năm tái cơ cấu và hiện đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng 5 năm tới, giai đoạn 2016-2020 đang được ngân hàng nhà nước báo cáo chính phủ quá trình tái cơ cấu ngân hàng bước vào giai đoạn 2 trong bối cảnh nguồn lực trong nước còn nhiều hạn chế nên việc kêu gọi dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài là cần thiết, nhất là trong bối cảnh ngành ngân hàng hướng đến hội nhập toàn cầu. Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng và Hội nghị lần thứ 33 của Hiệp hội Ngân hàng Châu Á APA, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong nước đồng thời khẳng định trong thời gian tới, ngành ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hội nhập với hệ thống tài chính khu vực và quốc tế, đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường. Thống đốc cũng tỏ rõ mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu cùng các ngân hàng trong nước. Thủ tướng Anh Theresa May chính thức thừa nhận muốn có một giai đoạn chuyển tiếp sau các cuộc đàm phán tới năm 2019 về tiến trình đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, hay còn gọi là Brexit. Thủ tướng May nhấn mạnh chính phủ và các công ty của Anh có thể cần thêm thời gian để thích nghi và để tiến trình Brexit diễn ra thuận lợi hơn. Trong một diễn biến liên quan đến Brexit, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã công bố các kế hoạch nhằm duy trì vai trò của Scotland trong thị trường chung EU sau Brexit. Đồng thời, bà cũng muốn Scotland tách ra khỏi Anh và trở thành quốc gia độc lập nằm trong EU. Bà Sturgeon nhấn mạnh kịch bản Brexit có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới các lợi ích kinh tế xã hội và gian quá của Scotland, cướp mất 80.000 việc làm của người Scotland. Ủy ban bảo vệ nhà báo CBC vừa công bố một báo cáo cho biết, trong năm 2016, 48 nhà báo đã bị sát hại trên thế giới. Syria tiếp tục dẫn đầu các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với nhà báo với 14 trường hợp. Tiếp đến là các nước Trung Đông khác đang chìm trong chiến sự gồm Iraq, Yemen, Afghanistan, Somalia và Libya. Bà Cornelius, giám đốc ban dẫn động của CBC, cho biết số nhà báo bị sát hại đã giảm so với những năm trước. Một trong những nguyên nhân có thể do các cuộc xung đột này ngày càng trở nên nguy hiểm, do đó ngày càng ít các nhà báo đến tác nghiệp trong những vùng chiến sự. Trong năm 2015, trên khắp thế giới có 110 nhà báo bị sát hại. Chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh Long An đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.